Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu cao với hàng hóa Trung Quốc thì các mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường Mỹ. Và chính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để mua hàng hóa Trung Quốc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mình. Nhiều doanh nghiệp Mỹ vốn từ lâu nhập nguyên phụ liệu từ Trung Quốc về để sản xuất. Nay thuế tăng đối với các nguyên liệu đầu vào, họ phải thu hẹp sản xuất, phải tính đến việc chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài để tránh thuế. Như thế lại dẫn tới nguy cơ mất việc làm. Chúng tôi rất lo ngại nếu chính quyền áp thêm một gói thuế mới với mức thuế 25% vì nó sẽ tạo gánh nặng vô cùng lớn cho các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ. Chúng tôi mong muốn chính quyền đàm phán với Trung Quốc, chứ không chỉ dựng lên các bức tường thuế quan kiểu ăn miếng trả miếng. Nhìn rộng hơn, Mỹ đang trong quá trình căng thẳng thương mại không chỉ riêng với Trung Quốc mà với hầu hết các đối tác lớn, từ Nhật, EU đến các hàng xóm Mexico, Canada. Hàng hóa Mỹ cũng đang bị dính đòn trả đũa tại nhiều thị trường. Nếu chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục áp thêm một gói thuế mới đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cộng với hai gói thuế trước đó đã áp dụng, thì có đến khoảng một nửa số hàng hóa mà các doanh nghiệp Mỹ đang nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mức thuế nhập khẩu đặc biệt. Và như vậy, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ còn tiếp tục leo thang. Thưa quý vị, tới các doanh nghiệp Mỹ thì cũng muốn tính đường dọn ra khỏi Mỹ để không bị ảnh hưởng thuế quan. Còn tại Trung Quốc, một công xưởng của thế giới thì chuyện này còn rõ ràng hơn. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã quyết định là dỡ nhà máy và chuyển ra khỏi Trung Quốc. Vậy thì họ sẽ đi đâu? Hiện nay thì đang có một cái làn sóng nhớ doanh nghiệp di chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Cấp cao thì đã tới Mỹ, còn cấp thấp thì đi sang Việt Nam hoặc là Ấn Độ. Chúng ta có thể liệt kê một số hãng điển hình như là lĩnh vực hàng tiêu dùng cao cấp General Electric đã chuyển nhà máy sản xuất máy giặt, tủ lạnh và máy sưởi ấm từ Trung Quốc đi sang bang Kentucky của Mỹ và đã gặt hái được hiệu quả cao hơn. Ấn Độ sẽ là một trung tâm tiếp theo để sản xuất lắp ráp điện tử. Nhà sản xuất đồ điện tử hàng đầu của Trung Quốc là Huawei đã từng tuyên bố là sẽ sản xuất 3 triệu chiếc điện thoại thông minh mỗi năm tại Ấn Độ. Còn trong khi Foxconn, nhà cung cấp linh kiện cho Apple, thì cũng sẽ mở nhà máy sản xuất iPhone trị giá tới 10 tỷ đô la tại đây. Samsung thì cũng vừa khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới cũng tại Ấn Độ. Còn với những hãng may mặc và da giày thì đã gia tăng sự hiện diện tại những đất nước vốn đã có uy tín từ trước như là tại Sri Lanka và Việt Nam.